Dạ rồi, thì Sơn đang đứng ở khu nuôi trồng thủy sản của thôn Phương Cựu, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nha. Thì ngay chỗ này thì Sơn đang đứng ở khu này, khu ngã tư đường lớn sát bên một cái con sông nhỏ, và mình đi qua một cái cầu tre nhỏ đó. Đây, cầu cầu này cũng khá là chắc chắn, xe máy nó đi thì thoải mái nha. Vì ở đây là có dòng sông nhỏ, dòng xe lớn, xe ben đồ là chở vật tư rồi là đi xuống đây đó. Còn xe lớn mà đi tới cái đất này luôn á thì là đi đường trên xuống lại đó. Thì hiện tại là Sơn đang review giúp cho một người chị chia sẻ đến với cộng đồng mình một lô đất. Đất này là đất nuôi trồng thủy sản. Chỉ dự tính là làm cái muối nhà kính ở đây, nhưng mà giờ hiện tại là thiếu kinh phí cho nên là chị cũng muốn giao lưu đó. Thì lô này là 6 sào hơn nha cả nhà. 6 mấy anh ha? 6512 đó, 6512 m2 đó. Thì ở đây là một cái khu ảnh đã gia đình đã nung đất rồi, còn lại một cái nói chung là nung chắc cũng hơn hơn một nửa, chắc tầm nửa. Nói chung là nếu mà 6 sào mấy chắc là nung cũng ba sào mấy á đó. Thì ở phần đây thì vẫn còn cái đìa nha, ở đây vẫn còn cái đìa đó. Thì tính ra nung cũng cả mét mấy đó nha, nung cả gần 2 mét đó, ít đâu. Ờ, nếu mà tính từ mặt mặt đầm mà lên đến đây nung cả tầm gần 2 mét đó. Đó thì còn lại là cái phần đầm nuôi đó, đây là còn lại phần đầm nuôi đó. Thì diện tích là đầm nuôi ở đây thì có nước, cũng sát cái mương, sát mương nước đây, sát cái mương lấy nước vô đó, cho nên là xung quanh đây là có cánh đồng quạt gió của Phương Cựu này. Cánh đồng vạt gió Phương Phương Cựu, xe lớn, đường xe lớn tới đây, đường xe lớn mới, nếu mà đi đường 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 trên là đi được tới đây luôn đó. Còn xe vận chuyển đồ thì nó sẽ xuống dưới suối một chút xíu, mấy mét thôi đó, đường lớn nha đó. Thì hy vọng rằng video này sẽ đến được người hữu duyên sớm liên hệ với Sơn theo số điện thoại Sơn có để trên bàn nha. Sơn review không ăn cò, Sơn review chỉ là nếu mà chia sẻ đến cộng đồng, nếu mà hữu duyên giao lưu thì cho Sơn chút tiền công quay phim là ok rồi đó. Sơn cũng không lấy công trước luôn nha đó. Giao dịch xong thì thảo lão thì cho Sơn chút công, nhớ tới Sơn là ok, còn không thì cũng vui vẻ đó. Rồi thì rất cảm ơn cả nhà nha. Thì Sơn cũng chia sẻ với cả nhà vậy, và Sơn sẽ bay live cam lên cao cho mình xem tổng thể của cái đất như thế nào nha.